Xin chào mọi người nhé. Thì từ hồi sự kiện ra con rồng tới giờ là mình chưa câu được con rồng nào hết. Nên hôm nay mình mới test thử cái video này. Hôm nay mình sẽ chính thức đi săn rồng thử xem sao mọi người nhé. Đây, mình chưa câu được cái con rồng đó luôn á mọi người. Tại mình ít câu cá, mình vô chơi, mình làm nhiệm vụ quý mình đầy nọ thôi, mình ít có thời gian câu cá. Nhưng mình cũng câu nhưng không được mọi người nhé. Đây có thể là do nhân phẩm. Đây chưa có con rồng nào hết. Thì hôm nay sau một thời gian dài câu rồng mà không lên ra toàn ngọc rồng không lên, nên mình đã tạo ra cả trăm mồi câu siêu thần thánh luôn mọi người nhé. Mình sẽ dùng 100 mồi câu này để test thử nhân phẩm mình coi có câu lên được con rồng nào không. Đây chính là mồi câu siêu thần thánh đó. Thời gian tạo nó rất lâu mọi người nhé, cả 5 tiếng đồng hồ mới được một mồi. Và đồng thời mình dùng thêm cần câu mỏ neo phép thuật này để tăng cái xác suất lên cá khổng lồ đó mọi người nhé. 500 cộng với 50% này là 550 luôn á. Giờ thì mình sẽ trang bị đó. Đây 500% mọi người thấy không, sẽ lên được rồng xanh. Không biết có rồng xanh được không, mấy xanh cỏ không biết. Tại trước giờ mình câu là mình không lên thiết lên rồng, toàn lên cái bóp một lên viên ngọc rồng không mọi người nhé. Và mình đã tạo được cái số lượng mồi câu nhiều như thế này thì mọi người phải biết rồi đó. Trăm nhân cho 10 thì mọi người thấy cá ngàn lần buông cành đó mà đâu có được đâu. Đây, mãi mới được cái bóng bốn đó mọi người. Mình ít thích câu cá đây, căn bản là mình không có nhiều thời gian vô chơi á. Chơi mình chủ yếu là làm nhiệm vụ hàng ngày ấy, nhiệm vụ sự kiện, hết sự kiện là tới sự kiện khác thôi. Chuyến này mình sẽ đi bắt hành tiến hành đi câu 46 với câu rồng rồi mọi người nhé. Đây hoàn toàn là bóng 1, bóng 2, bóng 3 mà mãi mới được cái bóng 4. Nên bóng 1, bóng 2, bóng 3 rồi mình lọc hết mọi người nhé. Mình túi nhanh cho mọi người đỡ mất thời gian thôi. Đây, lại thêm một cái bóng 4 nữa mọi người nhé. Hai cái bóng 4 liên tục đây. Nãy giờ cũng hết hai mươi mấy lần băng cần rồi đó. Cái số mình rất xui mọi người nhé. Phải công nhận đều với giống chứ là không hiểu sao. Chứ nếu mà câu về câu 45, 44 hay là thì mình câu có bóng là mình bắt thôi. Còn đa phần là sao sao mình không chưa từng nhìn thấy luôn. Trẻ như con cua dừa hay con châu chấu hồng hay con lãnh ương vua này nọ mình cũng chưa từng thấy đó luôn. Thấy thì chắc chắn là mình sẽ bắt đó. Chứ không phải do mình câu dở đâu. Thú thật là mình không nhìn thấy. Nên hôm nay mình mới test thử 100 mồi để xem sao mọi người nhé. À, giờ mình đi qua chỗ khác. Đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Đi tới khi hết mồi luôn. Giờ còn đúng 2 mồi mọi người nhé. Không có một cái bóng xấu luôn mọi người. Và nãy có thêm được một cái bóng 4 nữa. Vậy là tính ra cũng hơn 100 lần văn cân rồi đó. 100 mồi 100 lần văn cân. Không nhìn thấy đâu mọi người nha. Chứ không phải là mình biết. Nếu mà nó hiện lên mà mình biết thì cái vấn đề đó khác. Hay mình đứt dây, mình kéo hụt thì vấn đề đó khác. Nằm này là không hiện luôn. Đây, và cái mồi câu cuối cùng. Đó, tại tiếp tục lên cái bóng đó mọi người thấy ghét đó. Dùng hết mồi rồi mọi người nhé. Là hết 100 mồi rồi. Và sau đó nay thì mình sẽ thông qua mình kết luận nữa. Này là 500% của mồi câu siêu thần thánh nè. Này là 50% của cần mỏ neo phép thuật nè. 550 cuối cùng cũng có ra cái gì đâu. Và từ giờ về sau, từ giờ tới hết cái kỳ con rồng này mà mình tạo thêm một cái mồi siêu thần thấm nào nữa là mình chết mọi người nhé. Mình không bao giờ tin tưởng đó. Đàm uổng công, mình luyện tập, mình cố gắng, mình test, mình thử. Nói chung là mình câu cá cũng không tệ đâu. Tại những hoạt động như câu cá sấu hồng hay đồ thì mình cũng có cố gắng đu đeo rồi. Nhưng một phần là do nhân phẩm mọi người nhé. Cũng có thể là do mình chưa đủ kiên nhẫn. Với mình thì nói chung là mình không có VIP thì mình sẽ một ngày là mình chỉ được muốn cần số lượng thôi. Thì thôi mình dám buông hết, mình săn cho khi nào tới ngày mà mình bắt được cái con rồng đúng không mọi người. Còn riêng về phần bóng xấu thì mình cũng chưa có con cá nào luôn. Chỉ được mỗi con series thôi. Con series thường đó. Thì chuyến này mình sẽ rảnh rỗi và mình sẽ bớt ít thời gian là mình đi câu mọi người nhá. Để sưu tập cho từ từ cho nụ cá về thả thiệt không. Chứ bóng xấu là thấy mình thấy câu cũng đơn giản thôi. Mình luyện tập thì mình thấy cũng rất là bình thường.
Chứ nói chung là có thể do mình đã không có đủ thời gian để mình chơi á. Căn bản mình còn đi làm mà mình về mình làm nhiệm vụ hàng ngày với coi quảng cáo, với sự kiện này ra sự kiện kia tới nên mình không có thời gian. Nhưng thời chuyến này mình sẽ cố gắng bỏ ít thời gian để đi coi và sẽ cùng mọi người coi những cái highlight cầu cá vốn xấu của mình mọi người nhé. Chứ 100 bồi thành tánh đây là bò kho rồi đó. Đây là 100 bồi mình trắng tay rồi mọi nhé, và không được con cá nào. Thôi do mình xui quá thôi. Mọi người chờ mình cái ngày mình lôi đầu được mấy con rồng mình lên mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video khác và vấn đề khác mọi người nhé.